请掀开经本。Xin mời Cúng Hoa Chú Nguyễn Hà, trang 17. Đây đoạn kinh văn. Lần trước đã nói qua đoạn kinh này. Chúng ta đọc lại một lần. Cột thứ Địa Tạng, nhược vị lai thế trung hữu chư quốc dương, gặp Bà La Môn đẳng, năng tác dư thị bố thí, hoạch phước vô lượng, chánh năng hồi hướng, bất dính đa thiểu tất cánh thành Phật, hà huống thích phạm chuyển luân chi bảo. Phía trước đã báo cáo tường tận rồi. Trong đoạn này, quan trọng nhất là tâm lược. Ngạn ngữ Trung Quốc có nói: tâm lược lớn thì phước lớn. Tại sao lại trồng phước nhỏ? Bố thí ít có thể được phước báo lớn như vậy. Đây là điều người mới học Phật như chúng ta nghe lời dạy trong kinh sẽ không khỏi hoài nghi. Sự hoài nghi này đều là vì chúng ta dùng nhân tình thế gian để đo lường, chứ không biết việc này nhân tình chẳng thể tưởng tượng nổi. Lý luận trong đó là vì xứng tánh. Chỉ cần xứng tánh thì dù bố thí rất ít, thật sự như một sợi lông, một hạt bụi nhỏ, công đức đó cũng bằng tận hư không tròn khắp pháp giới. Phật pháp thù thắng ở chỗ này. Chỗ khó hiểu trong Phật pháp cũng ở tại chỗ này. Khó ở chỗ phàm phu vĩnh viễn không thể mở rộng tâm lượng. Tâm lượng vẫn còn nhỏ. Tâm lượng nhỏ thì dù có bố thí cho nhiều đi nữa, phước báo cũng có hạn. Nếu có tâm lượng lớn, bố thí nhỏ nhoi thì phước báo cũng không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải lắng lòng thể hội đạo lý này. Trong chú giải có vài câu, trang 17 hàng thứ 3 đếm ngược lại, coi từ chính giữa, tôi đọc cho mọi người nghe. Nhược bất dị tự cầu viên thiên phước báo. Nhược là giả thiết. Giả sử chúng ta nhất định chẳng vì cầu phước báo viên thiên cho mình, mục đích của sự bố thí là gì? Đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, chỉ hy vọng hết thảy chúng sanh được phước, được lợi ích, tuyệt đối chẳng nghĩ đến mình. Vậy thì phước báo của sự bố thí này sẽ rất lớn. Do đó tắc bất dính thí chi đa thiểu tất cánh thành Phật. Dùng bốn chữ tất cánh thành Phật để hình dung phước báo đó bao lớn. Vì phước báo thế gian và xuất thế gian chẳng có gì lớn hơn việc thành Phật. Nói đến thành Phật thì phước báo đó đạt tới mức rốt ráo viên mãn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này thì chúng ta sẽ không hoài nghi nữa.
Sau cùng, Đức Phật tóm tắt lại: thì cố Địa Tạng phổ khuyến chúng sanh đương tri thị học. Câu này tổng kết đoạn trước. Vì đoạn trên nói về duyên cố, trong thiện nhân được thiện quả, quả báo thù thắng như vậy thì ai mà không mong cầu? Tại sao chúng sanh cầu không được? Phương pháp tu học của chúng sanh không đúng như lý, không đúng như pháp, cho nên được phước có hạn. Nếu tu học đúng như lý, như pháp thì sẽ được phước vô lượng vô biên. Nhưng muốn biết lý luận và phương pháp thì nhất định phải đi sâu vào kinh tạng. Nếu không đọc kinh, không nghiên cứu giáo lý thì làm sao bạn hiểu được lý luận này? Làm sao biết được phương pháp này? Cho nên chư Phật Bồ Tát, chư Tổ Sư Đại Đức xưa nay thường khuyến khích chúng ta không thể không đọc kinh điển. Đạo lý là ở chỗ này. Xem tiếp đoạn sau. Thứ hai là nam nữ thí phước. Xin xem kinh văn. Phục thứ Địa Tạng, lại gọi Địa Tạng Bồ Tát thêm một lần nữa: vị lai thế trung, như thiền nam tử, thiền nữ nhân, ư Phật pháp trung, chủng thiểu thiền căn, mau phát sa trần đẳng hứa, sở thọ phước lợi bất khả di dụ. Đoạn kinh này cũng thường làm cho đại chúng khởi nghi hoặc. Có nhiều người tự cho rằng mình ở trong nhà Phật, trong phước tu thiện rất nhiều rồi, nhưng tại sao không được phước? Trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng nhất là Lương Võ Đế. Lương Võ Đế cả đời tu bố thí, có ai sánh bằng? Lúc đó ông dùng quyền lực, quyền thế của một ông vua để hộ trì Phật pháp, xây dựng chùa chiền. Trong lịch sử ghi đến 480 ngôi chùa. Nhà Phật chúng ta thường nói xây một ngôi tháp, đúc một tượng Phật thì được phước báo chẳng thể nghĩ bàn rồi. Huống chi ông vua đã xây 480 ngôi chùa. Bạn có thể tính số tượng Phật ông đã đúc là bao nhiêu chăng? Không thể nói mỗi chùa chỉ có một tượng Phật thôi đâu. Vậy thì ông tạo bao nhiêu tượng Phật, tượng Bồ Tát? Bố thí cúng dường người xuất gia, ông rất thích giúp cho người ta xuất gia. Khi có người xuất gia thì ông nhất định sẽ bố thí cúng dường. Trong sách ghi ông cúng dường mấy trăm ngàn người. Phước báo đó bao lớn. Vì sao
Phước báo thì nhất định là có. Nghiệp lực của ông chẳng thể chuyển đổi trở lại. Vì lý do gì? Tâm lượng không lên. Chẳng có trí huệ. Đây là việc mà nhà Phật thường nói: chỉ tu phước chứ không tu huệ. Ông chỉ tu tài thí. Hình như cũng có pháp thí, nhưng vẫn thiếu trí huệ. Vì tâm lượng chẳng lớn. Do đó lúc Đạt Ma Tổ Sư gặp vua, dùng cách nói hiện nay, gọi thái độ của vua là đáng được kiêu ngạo. Vua làm nhiều chuyện tốt trong nhà Phật như vậy rất đáng kiêu ngạo. Hãnh diện về những việc mình đã làm, nên hỏi Đạt Ma Tổ Sư: công đức của tôi như vậy lớn không? Đạt Ma Tổ Sư đáp: chẳng có công đức. Lời Đạt Ma Tổ Sư nói là lời chân thật. Tại sao chẳng có công đức? Khi bạn có thái độ kiêu mạn thì công đức liền mất. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Bố thí thật sự là có công đức, nhưng khi kiêu mạn khởi lên thì mất hết, chẳng còn công đức nữa. Kiêu mạn là lửa thiêu rừng công đức. Đạt Ma Tổ Sư là một người bất phàm. Nói chuyện với Lương Võ Đế không hợp lắm, nên Lương Võ Đế không hộ trì ngài. Do đó sau khi rời khỏi, ngài phải đến chùa Thiếu Lâm ngồi nhìn vách. Chẳng có ai biết. Một vị tổ sư đại đức như vậy đến Trung Quốc, chẳng có ai nhận biết, chẳng ai hộ trì. Ngồi nhìn vách hết 9 năm, kể ra cũng khá, cũng đợi được tới lúc truyền pháp cho ngài Huệ Khả. Nếu năm xưa Lương Võ Đế chịu hộ trì ngài, thì Thiền Tông sẽ phát triển sớm hơn, chẳng cần phải đợi đến đời thứ sáu là đời ngài Huệ Năng. Đã phát triển sớm hơn rồi. Chẳng có ai nhận biết. Đây là gì? Không có huệ nhãn. Lương Võ Đế không nhận ra. Cơ hội thật sự trồng phước báo to lớn bị luống qua. Chẳng thể hộ trì Đạt Ma Tổ Sư, đã bỏ lỡ cơ duyên. Quan trọng ở chỗ khiêm tốn, cung kính, tâm lượng rộng lớn. Đây đều là biểu hiện của trí huệ. Cho nên từ thái độ của Lương Vũ Đế mà nhìn, ông ta chẳng có trí huệ, tâm lượng quá nhỏ. Tuy làm rất nhiều việc bố thí, nhưng được phước không lớn. Nguyên nhân là ở chỗ này. Trong câu kinh này có chữ quan trọng, mọi người phải nhìn rõ ràng. Chữ thiện, chứ không nói nhược nam tử, nữ nhân, ư Phật pháp trung, chủng thiểu thiện căn, mà phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện là chữ quan trọng. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Tịnh nghiệp tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rất rõ ràng. Tiêu chuẩn của thiện trong thế gian nhất định phải làm được 4 câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát hại, tu 10 thiện nghiệp. Người như vậy
mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cho nên Phật Pháp nói đến thiện là có tiêu chuẩn hẳn hoi. Nếu chỉ nói nam tử nữ nhân mà không có chữ thiện thì người thông thường chúng ta cũng có phần. Nếu thêm chữ thiện thì chúng ta phải nghĩ coi mình có đủ tiêu chuẩn này không. Nhưng kinh này là kinh Đại Thừa. Không những là kinh Đại Thừa, chúng ta quan sát kỹ từ đầu tới cuối, có thể nói kinh này là đại kinh Liễu Nghĩa Nhất Thừa. Nói một cách khác, tiêu chuẩn của thiện phải nâng cao. Nâng cao thêm một tầng là thiện nhị thừa, tức thanh văn, duyên giác. Người Trung Quốc gọi là La Hán, Bích Chi Phật. Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Đây là thiện nhị thừa. Chúng ta làm được ba câu này chưa? Còn phải nâng cao hơn. Kinh này là kinh Đại Thừa. Tiêu chuẩn thiện Đại Thừa còn phải thêm bốn câu: phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Đây là tự lợi. Tự lợi xong rồi lợi người. Đây là Bồ Tát Đại Thừa. Lợi người là khuyến tấn hành giả. Đây mới là khuyến hóa hết thảy chúng sanh. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là tiêu chuẩn này. Nói cách khác, 11 câu trong Tịnh Nghiệp Tam Phước đều làm được hết. Vậy thì còn vấn đề gì nữa? Chúng ta vừa nói tâm lượng lớn thì phước lớn. Người phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm thì lượng sẽ lớn. Bồ Đề Tâm tuyệt chẳng có tâm vì mình, chẳng có tự tư tự lợi. Tâm tự tư tự lợi là mê hoặc, là tâm luân hồi, tâm phàm phu. Niệm niệm vì hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, đó là Bồ Đề Tâm. Do đó người như vậy trong Phật Pháp trồng thiện căn ít ỏi. Ít tới mức độ nào? Mau phát xa trần. Mau là lông trên thân chúng ta. Ví dụ ít, phát là tóc trên đầu, một cọng tóc, một hạt cát, một hạt bụi. Đây là hình dung bạn trồng thiện căn ít, ít đến cùng cực. Tuy ít như vậy, phước bạn có, lợi ích đạt được chẳng thể so sánh, chẳng có cách gì nói ra được. Phật cũng nói không hết. Cho nên mọi người phải biết Tam Bảo là phước điền hạng nhất trong thập pháp giới. Nhưng Phật Pháp truyền đến nay đã trải qua 3.000 năm, nên chẳng tránh khỏi bị biến chất. Chúng ta coi thế giới hiện nay, bất luận hàng hóa gì, lúc mới vừa ra thị trường thì tốt nhất, chiêu bài được làm cho sáng rỡ, 2-3 năm sau liền bị biến chất. Đồ giả mạo cũng nhiều. Tuyệt đối chẳng bằng lúc đầu.
Phật pháp đã truyền hết 3.000 năm, làm sao không biến chất được? Rất khó tránh được. Đặc biệt là nhằm thời mạt pháp, như kinh Lăng Nghiêm đã nói, thời đại chúng ta hiện nay, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, nhiều chỗ trên hình thức là một đạo tràng nhà Phật, nhưng trên thực chất thì chưa chắc. Do đó bạn muốn trồng phước trong nhà Phật thì phải nhìn rõ cái tràng này có đạo không, có người thật sự tu hành trong đó hay không. Nếu không thì bạn trồng phước sai chỗ, bạn nhận lầm phước điền, bạn trồng phước nhưng tương lai chẳng được phước, bạn không thể trách Phật nói sai. Phật chẳng nói sai, mà vì bạn thô tâm sơ ý. Tưởng làm hàng giả là hàng thiệt, phải trách chính bạn. Chính bạn sơ ý thô tâm, chẳng biết hàng thiệt, bạn mắc lừa, bạn bị thiệt thòi rồi. Nhưng muốn thật sự có thể nhận biết sự việc cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Bạn phải có trí huệ, phải có kiến thức. Trí huệ và kiến thức từ đâu mà có? Từ đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đó là vì người diễn nói. Vì người diễn nói có lợi ích rất lớn. Đúng như câu nương theo giáo học mà trưởng thành. Nếu chẳng thông qua giáo học, khai trí huệ là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu bạn thật sự phát tâm dạy học, nhiệt tâm dạy học, cơ hội khai trí huệ sẽ rất nhiều. Nếu bạn không theo đuổi việc giáo dục thì cơ hội này sẽ ít. Trong quá trình giáo học, lúc bạn chuẩn bị, sưu tập tài liệu tham khảo sẽ thường giúp bạn giác ngộ. Nếu bạn không làm việc giáo học thì sẽ không tìm những tài liệu này. Trong quá trình giáo học, bạn có dịp tiếp xúc với người làm giáo học, khi trả lời câu hỏi giải quyết vấn đề cho họ, thường giúp mình giác ngộ. Do đó trong sư đạo có câu sư tư đạo hiệp, thầy giáo dạy học trò, học trò trợ giúp thầy giáo khai trí huệ. Giúp trí huệ thầy, giúp đức hạnh của thầy, tạo cơ hội cho thầy. Đó mới gọi là giáo học giúp nhau phát triển. Cả hai đều có tiến triển tăng trưởng lẫn nhau. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong chú giải đoạn này có trích dẫn kinh luận, nêu ra rất nhiều thí dụ. Trong những thí dụ này, quan trọng nhất là phải có tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Như vậy hãy ghi nhớ 10 chữ này, dùng tâm này để bố thí cúng dường tu phước,
thì quả báo sẽ giống như đã nói trong kinh. Tâm thanh tịnh chẳng ô nhiễm, tâm bình đẳng chẳng phân biệt. Tâm chẳng ô nhiễm, chẳng phân biệt thì sẽ bao trùm hư không, lượng gồm thâu thế giới nhiều như cát. Do đó họ sẽ được phước lớn. Xem tiếp đoạn kinh sau đây. Phục thứ Địa Tạng: Vị Lai Thế Trung, vật hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, Vô Phật hình tượng, Bồ Tát hình tượng, Bích Chi Phật hình tượng, Chuyển Luân Dương hình tượng, bố thí cúng dường, đắc vô lượng phước, thường tại nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Kinh Địa Tạng được lưu thông rất rộng rãi, rất phổ biến. Có lẽ mỗi đồng tu học Phật đều đã từng tụng qua bộ kinh này. Thấy phước báo của sự bố thí cúng dường nói trong kinh, cho nên rất thích tạo tượng Phật Bồ Tát. Phước báo của sự tạo tượng rất lớn. Kinh nói người ấy thường ở cõi trời, cõi người sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Có bao nhiêu người mỗi ngày niệm Phật nhưng vẫn đọa tam ác đạo? Chứ gì có thể coi đoạn tổng kết trong cuốn Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao do Quán Đảnh Pháp Sư soạn. Lúc học bộ kinh này, tôi coi đoạn này vô cùng thắc mắc, nên đi hỏi thầy đi. Tôi nói coi xong không hiểu. Trong sớ sao ngài nói người niệm Phật có 100 loại quả báo. Thứ nhất là niệm Phật đọa A Tỳ Địa Ngục. Tôi thật không hiểu, phước báo của sự niệm Phật rất lớn, tại sao lại đọa địa ngục A Tỳ được? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Thầy Lý nghe tôi hỏi xong bèn nói: câu hỏi này rất hay, vấn đề này rất quan trọng, tôi không nói cho ông nghe liền bây giờ, đợi đến lúc giảng kinh sẽ nói cho mọi người cùng nghe. Tại sao họ làm vậy còn đọa địa ngục? Nguyên nhân là họ dùng tấm địa ngục để tu phước, nên vẫn phải đọa địa ngục. Tấm địa ngục là tấm gì? Tham sân si. Họ bố thí cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát để làm gì? Vì thấy lợi ích của việc này quá lớn, giống như làm ăn buôn bán vậy. Đây là đổi vốn một để được lời cả vàng, chuyện này không thể không làm. Họ dùng tâm như vậy, họ chẳng có tâm thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, họ quên mất chữ thiện này. Dùng tâm tham sân si, dùng tâm buôn bán tham lợi, vậy thì làm sao được? Ở Kỳ Sĩ Lâm chúng ta, cư sĩ Lý nói với tôi, lúc trước cư sĩ Lâm có một số đồng sự quản lý đạo tràng chẳng hiểu Phật Pháp. Họ quản lý đạo tràng này giống như quản lý một công ty, cửa hàng.
Đạo tràng này mỗi năm phải thâu nhập bao nhiêu tiền? Làm sao để số tiền này sanh lời? Làm sao để cho nó làm ra nhiều tiền hơn? Mục đích là ở chỗ này. Họ chẳng nghĩ đến làm việc đạo. Cho nên đạo tràng này tích lũy rất nhiều tiền. Khi Lý cư sĩ nắm quyền, ông đem số tiền đó xài hết. Có nhiều người biết được rất không hài lòng. Trong ánh mắt của họ thì Lý cư sĩ là một người con phá hoại gia sản. Nhưng khi nhìn thấy đạo tràng ngày nay hưng dựng như vậy, tôi tin tưởng họ cũng sẽ dần dần tỉnh ngộ. Có thể số tiền người ta cúng dường là để cho bạn làm việc đạo. Mỗi ngày cư sĩ Lâm cúng dường 3 bữa ăn miễn phí cho đại chúng, có ai dám làm? Chẳng ai dám làm việc này. Cánh cửa này vừa mở ra, về sau làm thế nào thu xếp? Làm sao có nhiều tiền để cúng dường như vậy? Do đó nếu bạn không có trí huệ thì không được. Nếu bạn không có lòng tin thì bạn sẽ không dám làm. Lý cư sĩ có trí huệ, có lòng tin. Lúc khai trương tới nay chưa hề phải mua gạo, mua cải, mua dầu. Mọi người biết cư sĩ Lâm làm chuyện tốt này. Hiện nay trên thế giới, cư sĩ Lâm là chỗ đầu tiên làm việc này, chẳng có chỗ thứ hai nào như vậy. 3 bữa ăn mỗi ngày, suốt 1 năm chẳng thiếu ngày nào hết. Bất luận bạn tin Phật hay không, khi bạn đến đây thì có thể dùng 1 bữa ăn tự dọn. Tôi nghe nói còn có người dẫn cả nhà tới ăn. Cho nên những người ở gần cư sĩ Lâm trong nhà có thể khỏi cần bếp núc. Tuy nhiên đến đó ăn thì phải ăn chay. Bạn thích ăn chay thì bạn cứ tới. Nếu bạn không thể ăn chay thì không có cách gì. Rất nhiều bạn đồng tu tự động đem gạo, đem dầu, đem rau cải, đem đồ ăn đến cư sĩ Lâm, nhiều đến nỗi chất cao như núi, ăn chẳng hết. Ăn không hết lại sợ hư, nên phải đem cho viện dưỡng lão cô nhi viện, phải lấy xe chở đi cho, vì ăn chẳng hết. Thức ăn ở đó rất ngon. Tôi đã ăn qua vài lần. Có lúc họ còn nấu cho tôi vài món đặc biệt. Tôi đói khỏi cần, chỉ đem vài món ở dưới phòng ăn cư sĩ Lâm cho tôi ăn thử. Tôi ăn cảm thấy rất ngon. Bố thí cúng dường thật thì phước báo này rất lớn. Chẳng như nhiều người hàng ngày đều phải tính toán, so đo từng chút. Làm vậy thì được bao nhiêu lợi ích? Càng bố thí càng có nhiều. Bạn thí tài thì sẽ giàu sang, thí pháp thì có nhiều pháp. Cho nên đạo tràng cư sĩ Lâm ngày nay, mọi người tới tham quan, bạn coi chỗ đó hưng dựng. Người hưng dựng, tài sản cũng hưng dựng. Tại sao có thể hưng dựng như vậy? Là do bố thí trồng phước mà ra. Lý cư sĩ có tâm lượng to lớn, muốn xây làng Di Đà. Người cư trú ở trong làng Di Đà chỉ cần có một điều kiện, đó là chịu niệm Phật. Chỉ cần kẻ ấy chịu niệm Phật thì chẳng cần bất kỳ một điều kiện nào khác, chẳng nhận một xu nào cả. Làng Di Đà sẽ đưa bạn tới già,
cúng dường bốn món cần thiết, tốt hơn chính sách phúc lợi của bất cứ chính phủ quốc gia nào trên thế giới hiện nay. Bất cứ quốc gia nào chăm sóc người già đều chẳng bằng cư sĩ Lâm. Đối với người già dưỡng lão, phúc lợi của người già là hạng nhất trên thế giới. Người ngoại quốc chỉ cần lấy được quyền cư trú hợp pháp ở Tân Gia Ba thì sẽ được cư trú ở làng Di Đà. Đệ tử Phật tuyệt đối phải tuân giữ pháp luật, tuyệt đối không thể phạm pháp. Ai có thể cư trú hợp pháp thì làng Di Đà sẽ nuôi người đó tới già. Bạn cư trú ở đó thân tâm yên ổn, có thể bảo đảm bạn giảng sanh. Một khi ở đó thì tương lai nhất định sẽ thành Phật. Đó là đạo tràng hạng nhất trên thế giới. Tối hôm qua ông Lý bạn với tôi phải làm Phật học viện, đã làm đơn xin chính phủ. Quá trình của ông ta là lớp dự bị 1 năm, lớp chính thức 3 năm, lớp nghiên cứu 3 năm, thời gian theo học là 7 năm. Học sinh tới đó học hoàn toàn miễn phí. Thức ăn, quần áo, nơi ăn chốn ở đều do Phật học viện cúng dường, chẳng thâu một xu của học sinh. Trên thế giới ai dám lập ra Phật học viện như vậy? Trường nào cũng phải thâu học phí, phải trả tiền ăn uống. Còn Phật học viện này chẳng thâu tiền gì hết. Trên thế gian này hiếm hoi nhất. Ở nơi đạo tràng như vậy, bạn tu một chút phước thì đó là thật sự trồng ruộng phước. Do đó khi chúng ta quan sát một đạo tràng, thứ nhất là phải coi đạo tràng đó có đạo phong, có học phong. Những người ở đạo tràng đó học những gì, tu những gì, có sốt sắng học tập, sốt sắng tu trì hay không? Nếu mọi người trong đạo tràng này đều sốt sắng học tập, nỗ lực tu trì, thì đó là đạo tràng đúng như pháp. Tu phước ở đạo tràng này mới có được quả báo tương ứng với lời nói trong kinh. Có hoàn toàn tương ứng hay không? Tương ứng một cách viên mãn không? Không hẳn. Tại vì sao? Phải xét coi bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân hay không. Phước điền thật sự không sai. Nếu bạn dùng tâm một vốn dạng lời đến đó trồng phước, phước bạn được sẽ nhỏ, chẳng tương ứng với lời Đức Phật dạy trong kinh. Bạn chắc chắn sẽ được phước, nhưng phước không lớn. Nếu bạn thật sự phát tâm bồ đề, chẳng vì mình mà vì chúng sanh, vì Phật pháp thường trụ thế gian, quyết chẳng vì lợi ích của mình, vậy thì được phước sẽ giống như lời nói trong kinh. Thế nên việc trồng phước, thứ nhất phải là phước điền chân thật, thứ hai là bạn phải có thiền tâm chân chánh, thì phước báo đó mới viên mãn. Cho nên phía sau trong chú giải có ghi: chư Phật Bồ Tát dạy cho người thoát khổ là kính điền của chúng sanh. Ở đây nói về kính điền và ân điền. Các bạn đồng tu hãy tự coi chú giải.
Trong chú giải có vài câu rất quan trọng, tôi đọc qua một lượt. Trang 20, hàng thứ hai. Bắt đầu từ câu thứ hai, Đại Luận nói. Đại Luận tức là Đại Trí Độ Luận. Trong Đại Trí Độ Luận có một đoạn: tài là nhân duyên của ác tâm. Tại sao? Tài vật luôn luôn làm cho người ta khởi tâm tham. Tham là một trong tam độc. Vô lượng vô biên phiền não đều sanh từ chỗ này. Do đó tham là đầu mối của tâm ác, thường nên xả bỏ. Một người thông minh có trí huệ, biết quả hại của tham, nên họ có thể buông xả, có thể buông xuống tâm tham. Huống chi bố thí được phước lớn mà không bố thí, có lẽ nào như vậy? Tham là quả hại, thí thì được phước lớn. Bạn bố thí xa lìa quả hại, còn được phước lợi. Người có trí huệ sao không làm cho được? Sang tham là tướng hùng, sinh ra lo sợ. Sang tham keo kiệt là bạn có mà không chịu bố thí, không chịu làm việc tốt. Đây là tướng hung, tướng suy thoái. Đem đến cho người ta những sự âu sầu, lo lắng, sợ hãi. Người có tiền lo sợ của cải của mình mất hết, mỗi ngày đều lo được lo mất, tâm lo lắng nặng trĩu. Tôi thường nghe người ta nói các ông chủ lớn trong thương trường, nếu mỗi đêm không uống thuốc an thần thì không thể ngủ. Nguyên nhân là gì? Lo lắng quá sức. Vậy không phải là tiền tài đã hại họ rồi sao? Uống thuốc an thần nhiều quá, lẽ nào không bị bệnh ung thư? Nó khởi tác dụng phụ. Thật là tướng hung suy thoái. Lời Phật nói chẳng sai: tẩy chi dĩ thí thủy, tắc di sanh phước lợi. Đây là một bài kệ, trong đó có hai bài kệ. Dùng phương pháp gì để tẩy bỏ sự lo lắng sợ sệt? Dùng bố thí. Bố thí có thể đem đại phước đại lợi cho bạn. Do đó được phước vô lượng. Tại sao không chịu bố thí? Không chịu bố thí vì không biết lợi ích của sự bố thí, cho nên họ không chịu bố thí. Khi biết lợi ích của sự bố thí thì bạn sẽ thích bố thí. Thường bố thí, tận tâm tận lực bố thí,
phước báo chẳng cùng tận. Hiện tượng này trong các đoàn thể, chứ gì hãy coi cư sĩ Lâm, coi Tịnh Tông học hội, sự thật bày trước mắt bạn. Còn về cá nhân thì các bạn có thể coi cư sĩ Lý Mộc Nguyên, bạn cũng có thể coi tôi. Khi tôi học Phật liền học bố thí. Ngày đầu tiên Chương Gia đại sư gặp tôi liền dạy tôi tu bố thí. Tôi cũng thật sự nghe theo lời Ngài dạy. Ngài có trí huệ, Ngài thấy tôi không có phước báo, giả lại đoạn mạng, Ngài thương xót tôi nên dạy tôi tu bố thí. Ngày nay tôi có một chút phước báo, đó là nhờ tôi tu bố thí trong đời này mà được, chẳng liên quan gì đến đời trước. Ngày nay chúng ta hiểu Phật Pháp, hiểu được một chút về nhân quả. Đời quá khứ chắc tôi tu huệ chứ chẳng tu phước. Đến đời này tôi có một chút trí huệ. Khi Thầy nói xong, tôi vừa nghe liền hiểu. Sự sinh sống trong đời này vô cùng gian khổ. Chúng tôi đã sống qua những ngày tháng rất khổ sở. Quý vị có nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hôm qua ở cư sĩ Lâm, Thầy Vịnh nói với tôi, Thầy đi Đại Lục và có dịp đến viếng căn phòng của Ấn Quang Pháp Sư. Ban đêm chẳng có đèn, khi coi sách viết tách ở tại bàn đặt cái cửa sổ dùng ánh sáng bên ngoài, Thầy coi xong rất cảm động. Ngày nay chúng ta có nhiều thiết bị để chiếu sáng mà còn chê lên chê xuống. Ngày nay phước báo hưởng thọ vật chất của con người quá lớn. Tôi nói với Thầy, lúc nhỏ chúng tôi đi học, lúc học trung học ở tại Quý Châu vào thời kỳ kháng chiến, học ban đêm phải thắp đèn dầu, ánh sáng của cây đèn dầu còn nhỏ hơn cây đèn cầy. Nếu muốn sáng như một cây đèn cầy, phải thắp cây đèn dầu có 5 tim đèn, thắp hết 5 tim mới sáng bằng ngọn đèn cầy. Cái đèn dầu lúc đó chúng tôi dùng dầu đồng, độ sáng chỉ bằng 1/5 của cây đèn. Chúng tôi dùng đèn dầu để coi sách như vậy. Quý vị không thể nào nghĩ tới, con người ngày nay có phước nhưng không chịu đọc sách. Ngày xưa chúng tôi nghèo như vậy mà lại thích đọc sách. Phía sau là một bài kệ trong Đại Trí Độ Luận, chúng ta hãy đọc thử. Hàng cuối trong chú giải Đại Luận nói, người tu bố thí vang danh khắp mười phương, người có trí đều kính mến, khi nhập chúng chẳng lo sợ, mạng chung sanh lên trời, lâu dần ắt được niết bàn. Lời Phật nói là lời chân thật. Phật dạy Bồ Tát cách sinh hoạt. Sáu ba la mật chính là sinh hoạt của Bồ Tát.
Điều thứ nhất chính là bố thí. Bố thí tức là buông xả, buông xuống. Lúc đó bạn sẽ được thoải mái, được tự tại, sẽ mở mang trí huệ. Người không chịu bố thí, tâm nhãn rất nhỏ, tâm niệm luôn vì mình. Người như vậy làm sao mở mang trí huệ cho được? Không thể nào được. Xin coi đoạn kinh kế tiếp. Nhược năng hồi hướng pháp giới, thị nhân phước lợi bất khả di dụ. Chúng ta coi chú thích cho đoạn này trước. Chú thích chỉ có ba hạt. Đại luận chép: trong hai thứ bố thí mà Phật nói, hai thứ bố thí là tài thí và pháp thí. Pháp thí hạng nhất, vì quả báo của việc tài thí có hạn, còn quả báo của pháp thí là vô lượng. Tài thí được quả báo ở cõi dục giới, pháp thí được quả báo trong tam giới và ngoài tam giới. Đây là trích dẫn lời nói trong Đại Trí Độ Luận. Sau đó còn nói: nếu không cầu danh tiếng, tài lợi thế lực, bạn bố thí không cầu danh, cũng không cầu tài, cầu lợi, quyền lợi địa vị, bạn không cầu gì hết, chỉ vì học Phật Đạo. Phật Đạo là gì? Trí huệ chân thật. Giải thoát chân thật. Chỉ vì đoạn phiền não. Chỉ vì đoạn dứt lo âu. Được thanh tịnh, tự tại, sung sướng. Đó là Phật Đạo. Quang đại từ bi tâm, độ các thứ khổ của sinh lão bệnh tử, đó gọi là thanh tịnh pháp thí. Như vậy thì đúng như lý như pháp. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm chẳng mong cầu để giúp hết thảy chúng sanh, đặc biệt là hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn. Đó là thanh tịnh pháp thí. Trong pháp thí bao gồm các tài thí. Chúng ta ra tiền ra sức là tài thí. Chúng ta tồn tâm là pháp thí. Chẳng có một mãi may mong cầu tham vọng. Nghĩ đến chúng sanh khổ, giúp đỡ hết thảy chúng sanh là nghĩa vụ chúng ta phải làm. Khi giúp những người này, dứt khoát không có tâm thiên lệch. Bố thí một cách bình đẳng, thanh tịnh. Do đó tôi thường khuyên các bạn đồng tu, tầm mắt phải xa và lớn. Còn đối với sự hoàn truyền của Phật Pháp và lợi ích chúng sanh, mức độ tối thiểu là chúng ta phải lấy chúng sanh trên toàn thế giới làm đối tượng, chẳng hạn chế ở tại một khu vực nào. Bạn nhất định phải mở rộng tâm lượng. Nếu chỉ là một khu vực đó tốt, còn khu vực khác nghèo hèn, lạc hậu, thì thế giới này vĩnh viễn sẽ chẳng được hòa bình.
Cho nên phải nghĩ đến toàn diện. Giáo học và nâng cao toàn diện. Làm cho hết thảy chúng sanh đều được phá mê khai ngộ. Xã hội mới đạt được an định. Thế giới mới đạt được hòa bình vĩnh viễn. Tuy trong đời quá khứ hết thảy chúng sanh trồng nhân chẳng giống nhau, duyên đời này không giống nhau, chỉ cần giác ngộ là được, có thể chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, miễn trừ hết thảy tranh chấp, tránh khỏi hết thảy tai họa.